đổ lần thôi. À, bây giờ còn không có sli nữa, tôi nhìn tôi khó chịu quá. Không có sli thì coi chừng xuống đáy xã hội nhé. Ok, cậu vàng Nhật ơi. Set 4 enter nó được không ạ? Ờ, em nhìn tướng cầu vàng set 4 cầm tay cầu vàng sợ không? Đó là Galaxy Cyclone mà không biết gì. Hai thằng cực chôn chơi với nhau. Em dùng trình duyệt các anh đang được test lại draw này, stand by backup team draw bằng số card của em control của anh bỏ từ đáy deck bằng số lượng đó draw 4 1 3 4 Không, kẹt nó kẹt đổi không hen draw mà trừ 1 mà trừ 1 mà kẹt lại 4 kẹt đổi hen mà tưởng tượng như cái búa thần kỳ nhưng mà phiên bản crap. bốn từ đó con này đi ba mít nên này activate planet mining activate Chơi cái Warlord luôn là hai deck mình chơi solo nhau cười. Em cũng không biết anh chơi deck gì đúng không anh ơi. Cutbox Shipper On Resolution Lấy Cyber tính làm Playmaker. có gì không? Normal Summon On Summon có gì không? Lên Playmaker. Lính sâu cần. Lên Billing Ủa Super Effect Summon à Ray Thamang Lên Ray Super Summon Lai Wolf Classic Classic Effect Target Dog Keeper Summon lại Linh luôn sao tôi ngửi thấy mùi ở sách khốt nha. Lên Hippo À ok thì vẫn cuối cùng sao là Hippo Thamang Ray đâu. Summon Phoenix Chain. What the fuck? Phải cá từ thời nào vậy? Kẹt thời thời 5DS anh ơi, thời Sincho á, thời Sincho á. Kẹt của chiếc Atlas á. Phoenix Chain là negate và không thể tấn công đúng không? Đúng rồi. Kẹt của chiếc Atlas á, kinh chỉ có một bài đó ra Ok, thì pass. Cũng có vị trí chơi thời nào chơi Phoenix Chain. Thôi anh ơi, bây giờ anh đang Mọi mọi cay. thời đều có thể chơi Mỏi Phoenix Chain được đây anh. cái chơi được cho tự dưng à. Mọi thời đều chơi được anh. Test một tiếp phát. Hai đứa cùng chơi solo nhau cười quá đó. Anh lật cấp tiếp này. Anh ba nick còn ba nick của backup team. Chắc còn backup team. Cũng chưa biết ông Nhật cho đất gì mà sao mà ngay Thằng cơ này Đồ ro Stand by me Lật backup team Draw 5 bỏ 5 7 5 Cái lá đó là chiếc búa thần kỳ mà khi mảnh cáp với ông mà là mạnh của mình thì ông cái chiếc búa thần kỳ nó vào Exodia có lý do đấy không? Thì đó Còn lại một anh kêu anh chơi deck vua mà nhìn qua cái này tôi không biết cái điều kiện thắng đấy này là cái gì luôn. Ba
Anh trả lại 5 lá thì tay anh còn có mấy lá nơi, 2 lá đúng không? Âm 1, âm Cùng 1, một hơn âm đúng 1. không? Ok. Nhập cũng một hơn đúng không? Ok, hai người một hết. Đợt có cái ăn phi đích che này giống như có Âm quái 1, cũng âm như 1, không. play this next. Đợt đó. On summon với em. Không anh không đã không không thì đã mình lên thì cái lá bị phế tích cho bị phế tích trên chọn là mục tiêu mà rời sân thì phế tích trên tự hủy mời when he đi mày đi chơi hả? có on resolution với thầy không ok thôi. Khi nó xong rồi thì comment được là lên được đúng On summon chưa anh trên nhưng có em không trên được đâu không? Không xem được mà. Mỗi comment là trên được mà. Đánh đi cho anh lá ở giữa con gì đấy Line nghĩa mày thằng ở cùng con với nó. cái con đấy mà ngoài mày toàn chơi hàng thì gì mày chơi anh À, cổ xưa anh, người những người chơi cả hệ cổ xưa anh. Broken nhưng mà nhưng Line á, Broken Line là phải up cái chỗ năm nghìn mà ba 5.300 kìa, khi phát lệnh. ok tiếp theo được không? Ủa, phát lệnh Nghìn không hai chuẩn thêm dây xích ác quỷ nữa. em phải được bắt đầu tìm để em được cái điểm luôn em chết lại ok phát Ông Nhật chơi lỗi quá nha, trận này ông chơi lỗi quá nha. có đi ăn tôi thua rồi đấy. Có tận hai to men mà không đặt được. Em có đặt thế nào được anh có dắt mình đây mà Hồi nãy lúc chỗ này mà không lần lên được. anh kia mà anh úp lại cái lá comment gì á, ông phải nhát Galaxy Saga, ông bắn nó luôn chứ không có cho hồi hạn được. Là thì sao cũng có hai ép mà sao không bắn nó để hồi hả? Không có cho hồi Tại hả? vì Cyclone F thứ hai là target với cấp cả rồi, sẽ có special rồi. Ủa tưởng phải đáo. Một cái là phay down khi kích hoạt, còn khi banish là phay up. Ừ phải cứ vậy chịu. Cả đấy mà target một special card thì mạnh quá lại trả một ai cũng đều chơi Muốn sai không hay là giữ nguyên? có sai chứ em thích em sai mày chơi lão thành đi em cười nghe sợ quá của phát đề Đất cả đã làm chín tầm cả cái cần cho đến khi nhất thì không còn tôi được chi hết không còn cái gì nữa. Khi mình vừa đánh đích tăng được một thời gian hay quả bán đi tôi anh biết nào đi rằng là đất đấy đi bán đi được em chọn đi một xe xe ngà đi
Stand by mình. Normal summon. Drop cleric. Normal summon here. They can be... What's that? Only one. Bắt đầu đến môn, bắt đầu đến tại đó. À đâu, đâu anh nhẹ nhàng tình cảm của anh. End of May. Bao nhiêu nhỉ? Ok, anh chạm. Ok, bên 2. Không phải anh là người ném vào mặt em trước hay sao anh? Cấp 3, cấp 4, cấp. Nhớ vẻ mặt tiêu vọng của em lúc anh nhặt, lúc anh lật cái này lên không? Anh phải nhớ chứ. Xin lỗi nha, xin lỗi nha, hồi nãy là em, hồi nãy là tôi đi xúc miệng nó không bình luận nha. Mọi người qua qua tên 2 hết rồi hả? Tên 3. Tên 3 rồi đúng không? Ok. Là thứ 2 tính từ main deck của anh. Âm nhập chơi đi. Âm nhập chơi deck gì nó kia. Standby là deck active. Cho 4 bỏ lại 4. 1 2 4 bỏ lại 4 4 lại. Nhìn qua deck không nhà tôi có tưởng anti meta. Đang đang anti đây. No, normal. Ok. End of me. Ok. Đấm lên, 5 sao. Nhẫn. Đấm 5 sao đến chết thôi. Cậu sợ quá, sợ quá. Normal, cảnh sát lướt ván cái. Set 1 sao. Nhập normal cảnh sát đi Nhật ơi. Chưa. Hàng là cho anh mình luôn. Number đi. Ok. Cứ để đầm, cứ để đầm 500 đã. Ờ ok. Em lật Heavy Stone Buster. Target Tsubu và lá bên đấy. Bên đấy. Main deck là cái lá ngoài cùng kìa, gần main deck phải không? Heavy Stone Buster. Đúng. Ok không? Trên đắp right. Đây từ từ anh phải có trên không mà. Anh không trên, anh trên. Anh đặt trước backup team này, anh go 4 bỏ lại 4. Ủa sao ra 4 được, còn nó còn 2 lá à? Đi trên 2 mà. Không, trên 2 mà. Ờ, trên 2. Con này nếu mà các bạn ở trên sân, nó rất là đi. Ờ. Trên resort này. Đến tên anh đúng không? Xoay đi anh. Stand by me. Linh. Linh. Talk back lancer. Talk cleric effect này. Giảm 500 công để gom được. Đây là công 7 sai. Activate part of desire. Rồi xả thì bay bóp thì ra là đang cố rồi sẽ cố kìa kìa. Ok không? Cố lên ai sẽ cố hả? Lên thế nào được? Lên thế nào thử? Xong thì em là thành viên. Anh ta spell. Em quên không lật. Mỗi standby phải chen chứ. Normal summon dog keeper. On summon có gì không? Em standby phải chen liền chứ bro. Cũng mắc cái lỗi của tôi hồi đó rồi. Dog mít. Dog keeper effect. Đấy, đấy là asset code nữa kìa. Ok không?
lần lại liên tiếp liên tiếp nữa. Trong dù liên sao tiếp mới nữa có thêm một sắc nữa nhỉ. Transcode Parser. Okay, transcode on summon badge. Warning point. Warning point. Target transcode à? Không không thể attack và không thể dùng làm nguyên liệu đúng không? Không phải target. Không target à? Ok. Ừ. Hay là set mà anh. Set 1 đúng không? Chết cá. Ông Warning point đấy một turn thôi đúng không? Dạ. Thì chống thêm một turn nữa. Zero and fade. Zero and luôn anh. Không lại lên. À, một lớn mẹ. Trời, ông Nhật ông sao thế? It's... Có sân bay có gì không? Không. Anh chỉ biết sai lên này đi. Biết ông Nhật sao thế? Tự nhiên ba lá tay tự nhiên kêu intern. Firewall Guardian. Đánh này đích mới mà. No một cho mình. Firewall Guardian. Trăm phút. Effect target block mới gọi lại này. Lên. Ông thực sự nhìn qua thì tôi vẫn không biết điều kiện thắng của ông mà đặc biệt là cái éo gì luôn. Tại vì tôi quên lúc mà không... Tôi cứ tưởng là ông nông mồ cảnh sát đấm đến chết nữa. Nghĩ mà thì khó rồi anh. Mình cảnh sát mấy lại ngũ hành sơn á, hai loại quái thú khác nhau mà đâu có ảnh hưởng đâu. Đấm đến chết. Hồi nãy ảnh xài POM bị ra, tôi nhìn qua tôi thấy là rút được cái con 6.000 đúng không? Thì asset code là sao? Nếu em có hàng thì... Battle Fader trên tay có không? Có. Battle Fader thì còn gì nữa, anh có Solemn Sky đây. Đúng là tại vì deck mới chụp anh em. Oh fuck, oh shit. Chúng ta cũng thấy cả đạo bản thân bản thân bản thân anh cũng tà đạo mà anh nói ai. Ủa anh có đi đâu mà tà đạo, có bước vào Pixel mà tà đạo gì sao Pixel phải vấn đề gì? Vấn đề là nguyên cái dạng background phía sau lưng nó kìa, có khác gì thằng kia đâu. Cái này gọi là gì, mèo 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 gì vậy, gọi là gì ta, hai người control y hệt nhau mà cạc gần như giống hệt nhau ha. Background gần giống hệt nhau, chẳng qua thằng xài kẹt cổ, người xài kẹt mới. Cảnh sát hứa mà. Nếu chơi combo thì bị anh ném cho hand trap, không còn cái gì cả. Hôm nay chơi control thì anh kia control mình đến chết. Gì đấy? Lôi gì nhỉ? Lôi DDD, brand the player. Nhìn deck đó là deck hit sâu. Thử nốt phát của anh, không thì em thử có branded. Ok. Gì cái deck của anh kia là ảnh hit sâu control hả? Mẹ nó phải mạnh thế này chứ. Hit sâu control rồi. Vẫn không biết đấy ông nhập cái gì nên không biết đấy ông nhập cái gì xưa đâu. Ủa đấy combo gì mà gạch đến nổi cầm tay 5 con quái thú à. Không úp nổi một lá luôn. À trời ơi Arthur Guy. Cho mày. Ok. Cuối cùng có hàng, nãy giờ không có tí gì luôn. À từ gai mày, mày không, không, em không không nhét clip vào để đất cần chuồng. Vì đang thiếu tiền. À từ gai thì à từ gai thì nhiều nhiều clip đủ các kiểu loại màu, clip bóng.
Atagai thì bắt buộc Với ba lại rồi tôi cuối. họ từ gay vẫn đang trong kế hoạch này. Nhưng mà ý là anh hỏi em vào clip không thì anh cho như nhìn rất trần thường với tương tác với em đó. Mai 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 đi mua mai gì mai không biết mua với cả mua cát mới cho mình này Atagai bắt buộc phải chơi ba rồi hay tôi là cuối chứ nhỉ. protocol protocol kia. Gắn bắt buộc phải chơi 3 personal spoofing đó. Mà sao ông này lúc quả không có Nhưng mà vấn đề spoofing. là không có personal, đang mai mới đi mua mà. Nãy vừa nói rồi đấy thôi. Chưa có personal spoofing. À, tao gắn bắt buộc chơi đó chơi 3 rồi anh nghĩ sao ạ? Bắt buộc. Ok. Ca sâu đâu. Em sẽ là con protocol đúng không? Mua mấy cái hũ về nữa bro để rút cạn cho ngon. Men by men. Men ok không? End of men. The battle. Ok anh. Sau the Người battle. người Sau end of battle. cái Even nhận men. cái nhận bàn đá chat. Ông nghĩ sao vậy? Ảnh ngồi nó enter mà không không để cái lá gì up trên sân mà tôi cũng nghi nghi là cầm tay lá đó rồi. Tôi tưởng là ông có à mà quên mất trong cái group này tôi là chơi control giỏi nhất rồi tôi Chết quên mất. á. Tôi người chơi control lâu năm nhất mà mẹ. Trong cái phút này tôi ngồi tôi chơi đấy đó mấy sân thì không biết bao nhiêu đâu, chơi chắc gần Standby năm mà. standby là lại protocol Lập cho vui thôi, không có chen gì hết đó, lập normal cho vui thôi. normal summon Fire Guardian Link. Billy Guardian effect gọi lại. Con người có tập cơ con xe mình với Cái con normal muốn xoay tại sao phải chen chứ trời. kia Ủa không dám đánh à? công này công có bao nhiêu rồi chứ không nhìn ba Linh hai mà công 1.300 hạ đẳng gì trời. mình nói là đảng mạnh thế đấy. Nó bộ monster mà mạnh chỗ nào? Music. Enemy. Bắt đầu music giống trực tiếp. Mình nói là mirror port cho anh nhé. Đứng thứ tiếp 500 à? Chưa nhận. Effect anh chọn chọn lá Cho ta chính ghét giữa à? có cái Cho ghét là gì chứ? Chưa cho. anh em mét đấm bạn không nghỉ đi đó thì được ngàn ba chứ Nghìn ba. ngàn ba Nghìn ở ba, nghìn ba. ngàn sáu đến ngàn Sao ba mới chết? Trên kết cấu như nữa. Bảy rồi. sắm Nhưng trên protocol lại đờ phá trò thách thức chen vào tôi cũng lại có cho rồi, cứ để yên này, em thôi. Rồi, sao không lính trên 50. bộ chỗ Lính quy. Ngoài ra tôi mất con lính quy bộ. Em đập mê. Cứ tao cơ đấm con Melotic.
được cái đất mình ta ghét một cái cấp cả cho phụ mi ghét mi ghét con đấy khi chừng nào con này còn ở trên sân chọn phút tư chủ yếu là đỡ một đòn tấn công thôi chứ có tốc cơ năm một bốn sân má không có cả linh một nữa má tôi nhìn mà à. Cứ phải đấy thế nhỉ. Một thời tôi cầm Matuga tôi đánh Striker như như con. Nghĩ đâu hồi đó Striker ba khởi nghiệp á ở ăn cái lư hương cái là ngồi ngồi bất lực nghiêng cái trận à. Và protocol trên sân thì Atagai phát trên sân miễn nhiễm. À vậy ấp kẹt vô cùng của lớp mốt kế. Đã phát sao mình mà Atagai mong sờ trong deck đờ phát thanh niên trên đi bị gặp thấy chưa tôi biết ngay mà kình chô là không có quay tay mấy tôi nhìn mà tôi tức chết đi được. Quá tại vì tôi người cầm control á là tôi tự là tôi ít ra ít quá thú nhận ca rưỡi tiếp ôi chơi control mà quay tay trời ôi thay vì bạn lên linh hai đến có này gây beo cáo trời tôi tức quá có toker đi luôn rồi trên toàn chỉ điêu thổi thổi đi luôn rồi. Còn con nào nữa tôi chỉ biết thổi hết mà bro. Nhưng mà đang chỉ ở một con mà nó bây giờ trên sân tôi có 5 mà con này đang chỉ một con thôi cho nên. Nhưng mà nó không chỉ biết cho bởi căn tích của em thôi, cho đây là căn tích của anh mà. Thấy chưa? Em chưa. Đó, giờ người ta còn King Curry đang đi hết. Em chưa. Em rồi. Được rồi. À, trời ơi cần cho mình chơi mình chơi quay đi. Tay. Có hũ không bro? Không có hũ à? Trời ơi, Nhật ơi, chắc kiểu này ông phải inbox tôi thế tôi ngồi thì chỉ dài cách chơi Atagai cách đúng nghĩa tôi nhìn tôi khó chịu quá. Anh nhìn qua là ăn quen ở set code nữa. Combo nó đâu lẫn được đi đâu. Đó, slap may. Em còn, trên tay em vẫn còn đang còn siêu tạp YCS mày. YCS cái gì anh em liền mắt người ta rồi anh còn nói nữa bro. Mẹ em mượn câu của tụi nước ngoài just draw the out chứ cần rút cái out được rồi. Lắm thì mình chỉ đã xếp đấm một lần xong anh em mình cùng nhau ngồi nói chuyện tâm sự với thằng tí.
draw standby move một backup team. Em có ba anh draw ba. Cặp bắt đầu cong rồi. Đầu. Bỏ lên một. Bỏ lên. Xong cái này nhập chợ với tôi không để ngồi tôi chỉ ông cho. Đấy, tôi đang tính chuyển deck ý không? Tại vì ừ, thì tôi cũng tôi biết thì đương nhiên tôi phải chơi con này là ông. Để vừa chơi vừa chỉ ông luôn chứ cái này tôi thấy cái mùi bu ly đúng hơn. Khoan anh ơi, Nhật nó đứng rồi sao ấy, tự nhiên hình ảnh đứng kìa. Rồi sao nhìn giống như trong mấy lớp học online của em à. Mỗi lần giáo viên gọi tới cái là cô ơi, hình như mạng em lắc rồi. Vậy là mấy cái phim đánh với không tệ lắm nhưng mà chắc là đánh hai cái console thì nhiều này. Nó có em nói với anh rồi, nó là phiên bản bú thần kỳ nhưng mà phiên bản trap đó thì cần cho mới nhét được thôi chứ ở cái combo ai nhất cái đó. Nibiru, Nibiru. Sát mây bị hình như là có restrict rồi. Sát mây hình như có restrict đúng không? Không được gọi quái thú linh. Không có mũi tên nào chỉ mà không? Mũi tên của classmate là trên dưới. Ờ đúng rồi. Linh Linh 4 Firewall Dragon. Firewall Dragon thôi. Linh 5 Linh Linh 5 Firewall Dragon Dark Flute. Outgens. Và thế là hết. Trong một cuộc tình Outgens. Và thế là hết. Trong một cuộc tình 5 3 2 8 81. Ừ. Ông Nhật ông ngồi ông chơi cần trôn mà ông dàn sân gì tôi nhìn mà à. Cái sự kỳ tốt đá nó không quấy về. Không, lúc đó ông phải lên lên 2 để có cái này game bell trap. Ông thấy người ta up 3 lá mà ông cũng dàn sân được hay thiệt. What the fuck. Mà phải như ông chơi combo á thì ok tôi cũng tạm chấp nhận được. Chứ đủ mới chơi control mà ông dàn sân vậy là ông phạm một cái lỗi cực kỳ ngớ ngẩn luôn. Hai người đổi deck rồi đúng không? Đổi deck em tôi quay clip khác nha.